tại vì thật sự ra là mình làm thì cái thời gian đi làm là kín hết. Thậm chí là thứ bảy chủ nhật cũng đi làm. Thường là chỉ chơi với nó là ở chỗ là về làm người cho nó cởi. Là anh bò xuống đất rồi bé leo lên cởi luôn. Không phải một đứa mà ba đứa leo lên. Em đã suy nghĩ lầm về anh rồi. Bé thì thường là đi học cả ngày về thì những cái phần lớn là mẹ kèm bài. Nhưng mà những cái như là theo thuộc máy vá thì giá là ba thì dạy. Thảo Uyên ơi, ở nhà con á thì bố với mẹ ai sẽ là người con thường xuyên chơi cùng hơn? Dạ ba. À là ba con. À tại sao vậy, mẹ bận lắm hả? Dạ. À, để ba là thời gian của ba là rảnh rỗi hơn đúng không? Dạ. Tại vì hồi nãy là anh có chia sẻ là mình làm công việc kinh doanh, là mình kinh doanh tại nhà luôn à? Dạ đúng rồi, mình kinh doanh tại nhà. Kinh doanh tại nhà. Vậy là làm anh kinh doanh tại nhà còn chị là phải đi làm. Đúng rồi. À nếu mà như vậy là tính ra là nấu ăn tất cả mọi thứ là bố con là lo cho con hết luôn hả hay là sao? Dạ. Wow. Là mình nữ công gia chánh luôn. Cũng thỉnh thoảng. À dạ. Huệ Thanh như thế nào, ở nhà con sẽ gần với ba nhiều hơn hay mẹ nhiều hơn nè? Dạ thưa cô là mẹ. À mẹ nhiều hơn. À tại ba là đi dạy đúng không? Dạ. Ô vậy tính ra thì cái khoảng thời gian nào thì ba sẽ dành cho con? Dạ vào cỡ tối ba sẽ dạy con bài. À đúng rồi, dạy bây giờ học bài. Vậy là hầu như tất cả những cái vấn đề về học hành của con là ba con là người lo cho con hết hả? Dạ. Em thấy là bố Xuân rất là hơi có vẻ là nghiêm túc đó, tại vì là giảng viên là thầy giáo mà. Dạ. Nên là chắc là ít khi giỡn, ít khi cười với bé Thanh lâu đúng không anh, hay là sao, hay là em suy nghĩ vậy không đúng ạ? Cũng không phải, không hẳn là vậy. Dạ. Tại vì thật sự ra là mình làm thì cái thời gian đi làm là kín hết. Dạ. Thậm chí là thứ bảy chủ nhật cũng đi làm. Dạ. Thường là chỉ chơi với nó là ở chỗ là về làm người cho nó cởi. Là anh bò xuống đất rồi bé leo lên lưng cởi luôn. Không phải một đứa mà ba đứa leo lên. Em đã suy nghĩ lầm về anh rồi. Đây lần hoặc là anh, đúng rồi, đâu phải ai là mình là giáo viên là mình cũng phải là nghiêm túc, nghĩa là thì, nghiêm túc thì ở trên lớp thôi đúng không anh? Rồi còn bé thì thường là đi học cả ngày về thì những cái phần lớn là mẹ kèm bài. Dạ. Nhưng mà những cái như là theo thuộc máy vá thì giá là ba thì dạy. Em nghĩ câu này em xin phép được khai thác thêm tí xíu nữa ạ. Cho em hỏi tại sao mình lại khéo về cái vấn đề đó ạ? Tại hồi xưa cái thời đại học thì ở xa nhà. Dạ. Tất cả mọi việc mình thầy tự động. Dạ. Thành ra riết là quen thôi chứ không có gì ráo. Dạ.